Singapore ngày 27 tháng 7 2021 Toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin tại diễn đàn Fullerton lần thứ 40 của Viện Nghiên cứu Quốc tế và các vấn đề chiến lược. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Thật tuyệt khi có mặt tại đây ở Singapore và thật vinh dự khi được phát biểu tại diễn đàn Fullerton lần thứ 40. IISS, Viện Nghiên cứu Quốc tế và các vấn đề chiến lược, đã thực hiện xuất sắc làm phong phú thêm cuộc đối thoại của chúng ta về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trân trọng cảm ơn ông James và ông John vì tất cả những gì bạn đã làm để tổ chức sự kiện này. Tôi cũng rất vui khi được gặp phó thủ tướng. Tôi là Đỗ Thanh Minh. Trước đây tôi có bị căn bệnh là phong tê thấp rất là đau nhức của hai cái chân đi lại rất là khó khăn và sử dụng rất nhiều các loại thuốc cũng không khỏi. Tôi tìm hiểu rất nhiều các tháng với quốc cuối cùng tôi đã tìm hiểu được thì là tôi có mua được cái máy massage của hãng của Mỹ và sau khi mua được cái máy massage Lulopo của Mỹ này về để sử dụng hàng ngày thì cái căn bệnh của tôi nó khỏi hoàn toàn và đi lại rất là dễ dàng không như trước đây nữa nhất là trước đây công việc của tôi đi làm về hàng ngày là rất là áp lực và mệt mỏi nhưng từ khi có cái máy massage Miroco của Mỹ này thì mỗi một lần đi làm về tôi sử dụng thì tôi cảm thấy người nó rất là thoải mái không như trước đây nữa nhất là nó có cái hệ hệ rút của hai cái chân này là các cái khác, khác là gần như là không có. Samsung Galaxy S21 Ultra, điện thoại có camera với độ phân giải cao nhất thế giới smartphone. Theo Ji Han và Bộ trưởng Quốc phòng Eng Han, cảm ơn cả hai vì sự hiếu khách của các ngài. Hiện nay, chúng ta gặp một trong những thời điểm khó khăn, nhưng chúng tôi đang làm việc với các bạn bè của mình để tất cả chúng ta cùng thoát khỏi đại dịch một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi tham dự với tư cách đại diện cho một chính quyền mới của Hoa Kỳ, nhưng cũng để tái khẳng định những cam kết lâu dài của Hoa Kỳ và trên hết tôi muốn đề cập tới tính cấp thiết chiến lược của quan hệ đối tác. Như các bạn đã biết, là một người lính trong cả thời bình và thời chiến trong suốt bốn thập kỷ qua, tôi đã lĩnh hội được bài học cốt lõi là không ai có thể đi một mình trên một đoạn đường dài. Chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều và sẽ đi được lâu dài hơn khi chúng ta hợp tác với nhau hơn là khi chúng ta bị chia rẽ và khi chúng tôi hợp tác với các đồng minh và đối tác cả hoa kỳ và khu vực đều càng trở nên an ninh hơn và thịnh vượng hơn chúng ta cùng các bạn bè đang phải đối mặt với một loạt thách thức trong khu vực và điều này đòi hỏi chúng ta cùng hành động có những mối đe dọa xuyên quốc gia như đại dịch và mối đe dọa hiện hữu của biến đổi khí hậu Bóng ma ép buộc từ các cường quốc đang trỗi dậy, nguy cơ hạt nhân Triều Tiên, các cuộc đấu tranh chống lại sự đàn áp tại các quốc gia như Myanmar và các nhà lãnh đạo phớt lờ pháp quyền và lạm dụng các quyền cơ bản và phẩm giá mà mọi người dân đáng được hưởng. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những thử thách đó. Trong những ngày tới, từ Singapore, tôi sẽ gặp các đối tác như Việt Nam và Philippines. Tôi đến Đông Nam Á để tăng cường mối quan hệ của Mỹ với các đồng minh và đối tác có tác động đến an ninh chung của Hoa Kỳ. Mạng lưới liên minh và đối tác của chúng tôi là một tài sản chiến lược không gì so sánh được. Và tôi không bao giờ coi nhẹ đồng minh. Cùng với nhau, khu vực chúng ta có thể tái xây dựng sau đại dịch và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn trong một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Điều đó có nghĩa là các nước sẽ có được an ninh tốt hơn, ổn định hơn, thịnh vượng hơn, khả năng phục hồi cao hơn và rộng mở hơn. Chúng tôi tự hào tái xác lập niềm tin lưỡng đảng lâu đời rằng quan hệ đối tác của chúng ta có vai trò sống còn, đặc biệt trong những thời kỳ có thách thức và biến động lớn. Tất cả chúng ta đều phải hứng chịu COVID-19, và tới đại dịch này hiện vẫn gây ra những thiệt hại khủng khiếp. Tuy vậy, khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương đã từng vượt qua điều này. Lịch sử của chúng ta được đánh dấu bằng những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng và bằng những nỗ lực to lớn nhằm giải quyết thách thức vì mục đích chung. Chúng ta đã được chứng kiến điều đó hết lần này tới lần khác, từ hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hai, đến sự băng giá của chiến tranh lạnh, đến sự hoảng loạn mà cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 gây ra, và đến sự tàn phá của trận sóng thần năm 2004. Tuy nhiên, tại thời điểm then chốt, các quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã không quay vào trong, thay vào đó là củng cố quan hệ bền chặt và xây dựng một khu vực thịnh vượng, an ninh và bao trùm hơn. Hiện tại, giữa đại dịch tan khốc này, chúng ta lại cùng sát cánh nhau tại một thời điểm bản lề khác và chúng ta phải đối mặt với một sự lựa chọn khác giữa sức mạnh của quan hệ đối tác và nguy cơ chia rẽ. Tôi tin tưởng rằng thông qua những nỗ lực chung của chúng ta, khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương sẽ lại vượt lên những thách thức và Hoa Kỳ sẽ sát cánh cùng các nước. Đó là những gì một người bạn lâu đời nên làm. Sau COVID-19, chúng tôi không tin rằng mục tiêu chỉ nên là đưa ra mọi thứ trở lại như cũ chúng ta sẵn sàng cùng nhau hợp tác như tổng thống Biden đã nói để xây dựng lại một tương lai tốt đẹp hơn. Vì vậy, câu hỏi trọng tâm đối với tất cả chúng ta là làm thế nào để chúng ta có thể đoàn kết cùng khôi phục và tái xây dựng. Làm thế nào để chúng ta có thể hợp tác cùng nhau để xây dựng một trật tự khu vực bền vững hơn? Chúng tôi cho rằng câu trả lời phụ thuộc vào ba yếu tố và tất cả chúng đều bắt nguồn từ sự khẩn thiết của quan hệ đối tác. Đầu tiên, Nhiệm vụ cấp thiết nhất là phục hồi. Chúng ta phải nỗ lực gấp đôi trong cuộc chiến chống lại COVID-19 và xây dựng một tương lai an toàn hơn, lành mạnh hơn và thịnh vượng hơn. Thứ hai, chúng ta phải dự tính lâu dài hơn và đầu tư vào hợp tác. Khả năng và tầm nhìn chúng ta sẽ phải gặp những thách thức an ninh ở khu vực Đông Nam Á và trên khắp Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Và thứ ba, chúng ta, những quốc gia Thái Bình Dương phải tái cam kết một công trình lớn và dài hạn để xây dựng khu vực tự do và mở hướng đến những chân trời mới trong quan hệ đối tác thịnh vượng và tiến bộ. Hãy để tôi làm rõ một chút về ba lĩnh vực này. Đầu tiên là phục hồi, chúng ta phải tập trung vào các nguyên tắc cơ bản, làm việc khẩn trương cùng nhau để giải quyết cuộc khủng hoảng COVID-19 và khôi phục động lực kinh tế của khu vực. Đại dịch đã nhắc nhở chúng ta rằng thế giới đã đàn cài sâu sắc như thế nào. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước. Ngày nay, một mối đe dọa với cục diện toàn cầu ở bất kỳ đâu cũng là mối đe dọa với an ninh toàn cầu. Vì vậy, Hoa Kỳ đã và đang gấp rút kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp trên toàn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bao gồm thiết bị xét nghiệm nguồn cung cấp oxy trang phục bảo hộ máy thở và kho dự trữ vaccine và chúng tôi đã và đang nỗ lực tìm kiếm những cách mới để hỗ trợ bao gồm cung cấp hỗ trợ hậu cần thiết lập các trạm y tế di động và cung cấp khoản huấn luyện quân y mới tuy nhiên sự phục hồi của thế giới đòi hỏi tiêm chủng vaccine toàn cầu vì vậy chúng tôi đang nhanh chóng cung cấp các liều vaccine sống còn tới khu vực Tổng thống Biden đã cam kết cung cấp hơn 500 triệu liều trên toàn thế giới trong năm tới và khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu. Chỉ trong vòng 2 tháng qua, chúng tôi đã chuyển khoảng 40 triệu liều trong toàn khu vực bao gồm Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam. Giờ đây, vaccine do Hoa Kỳ phát triển là những phép màu y học. Chúng cực kỳ hiệu quả trong việc cứu sống người và ngăn ngừa các bệnh hiểm nghèo. Và bạn biết không, chúng miễn phí, không điều kiện, không có ẩn ý và không có ràng buộc nào. Vì đây là trường hợp khẩn cấp và đó là những gì bạn bè làm với nhau. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để chấm dứt dịch bệnh này cho mọi người và ở mọi nơi. Và chúng tôi ngưỡng mộ khi thấy các quốc gia trên khắp khu vực hợp tác với nhau để chống lại dịch bệnh. Khi Ấn Độ gặp nguy, bạn bè của nước này đã đứng lên Chúng tôi ngưỡng mộ Singapore vì đã nhanh chóng cử hai chiếc C-130 mang theo 250 bình oxy đến Ấn Độ. Và Singapore đã có ba cơ sở sản xuất vaccine mới được lên kế hoạch hoặc đang xây dựng. Điều này sẽ giúp việc triển khai vaccine trong toàn khu vực trong các cuộc khủng hoảng trong tương lai gần trở nên nhanh chóng hơn. Trong khi đó, thông qua các sáng kiến vaccine của bộ tứ kim cương ấn độ nhật bản úc và hoa kỳ đã cam kết sản xuất và phân phối một tỷ liều vaccine ngay tại khu vực ấn độ dương thái bình dương hàn quốc đang đặt mục tiêu sản xuất tới một tỷ liều vaccine trong năm nay hoa kỳ và hàn quốc đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vaccine để hỗ trợ mục tiêu này đại dịch vẫn đang hoành hành con đường phục hồi sẽ còn dài tuy nhiên quan hệ đối tác này phản ánh quyết tâm và tinh thần nhân đạo chung của chúng ta. Và yếu tố thứ hai, sự hợp tác của chúng ta có thể tạo ra một khu vực mạnh mẽ hơn nữa và đó là bằng cách cùng nhau giải quyết những thách thức hiện tại và đang nổi lên trong khu vực. Đây vốn là ưu tiên chiến lược cao nhất của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Hiện tại, Tổng thống Biden đã nói rõ rằng Hoa Kỳ sẽ dẫn dắt quá trình này bằng con đường ngoại giao và Bộ Quốc phòng sẽ cung cấp giải pháp và sự đảm bảo để các nhà ngoại giao Hoa Kỳ có thể giúp ngăn chặn xung đột bùng phát ngay từ đầu. Như tôi đã nói trước đây, hãy dập tắt ngay từ khi chỉ là một viên than hồng hơn là cố gắng dập lửa. Vì vậy, răn đe vẫn là hòn đá tảng của an ninh Mỹ. Trong nhiều thập kỷ qua, chúng tôi đã duy trì năng lực, sự hiện diện và các mối quan hệ cần thiết để ngăn chặn xung đột và duy trì sự ổn định, vốn là cốt lõi của sự thịnh vượng chung. Tuy nhiên, các mối đe dọa mới xuất hiện và các công nghệ hiện đại đang làm thay đổi diện mạo và tốc độ chiến tranh. Vì vậy, chúng tôi đang thực hiện tầm nhìn mới của thế kỷ 21, sự răn đe tích hợp. Hiện nay, khả năng răn đe tích hợp có nghĩa là sử dụng mọi công cụ quân sự và phi quân sự trong các công cụ của Hoa Kỳ. Và với sự song hành cùng các đồng minh và đối tác, răn đe tích hợp là sự sử dụng các năng lực hiện có và xây dựng các năng lực mới, đồng thời triển khai tất cả theo các cách mới và liên kết với nhau. Tất cả đều phù hợp với bối cảnh an ninh của khu vực và trong mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển với các đối tác của Hoa Kỳ. Vì vậy, cùng nhau, chúng ta đang hướng tới phối hợp tốt hơn, kết nối chặt chẽ hơn và đổi mới nhanh hơn. Và chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo rằng các đồng minh và các đối tác của chúng tôi có khả năng, năng lực và thông tin mà họ cần. Với những đối tác của mình, chúng tôi đang tăng cường khả năng ranh đe, phục hồi và làm việc theo nhóm, bao gồm cả trong lĩnh vực không gian và không gian. Chúng tôi đang làm việc với các đơn vị chủ quản tại Singapore để bước vào một giai đoạn mới trong triển khai phòng thủ không gian mạng. Chúng tôi đang hợp tác với Nhật Bản để triển khai các cảm biến mới trong không gian nhằm phát hiện tốt hơn các hành vi đe dọa và tìm kiếm các cơ hội hợp tác tương tự với những đối tác khác. Và tôi đặc biệt vui mừng khi Singapore đã chọn đầu tư máy bay tiêm kích liên hợp F35, điều đó sẽ thúc đẩy năng lực tập thể của chúng ta và mở ra một cơ hội mới cho việc đào tạo quân sự hiện đại giữa hai bên. Răn đe tích hợp cũng có nghĩa là làm việc với các đối tác để ngăn chặn sự cưỡng ép và gây hấn trong các mô hình, bao gồm cả trong cái gọi là vùng xám, nơi các quyền và sinh kế của người dân Đông Nam Á đang bị đe. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang nỗ lực để tăng cường năng lực của nước sở tại và nâng cao năng lực nhận diện trong không gian hàng hải để các quốc gia có thể bảo vệ chủ quyền nước của mình tốt hơn cũng như bảo vệ quyền đánh bắt cá và khai thác tài nguyên mà luật pháp quốc tế cho phép. Cùng với đó, chúng tôi đang cải thiện khả năng tương tác trên mạng lưới an ninh của mình. Điều này bao gồm các cuộc tập trận và huấn luyện phức tạp hơn. Ví dụ như ở Nhật Bản, chúng tôi vừa hoàn thành cuộc tập trận quy mô lớn đầy tham vọng. Trong đó, lực lượng Hoa Kỳ và Nhật Bản cùng tiến hành vụ bắn thành công đầu tiên của hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao. Và gần đây, Chúng tôi đã tổ chức các cuộc tập trận được gọi là Pacific Vanguard và Talisman Sabre ngoài khơi Úc cùng với Nhật Bản, Úc và Hàn Quốc. Điều đó nhấn mạnh năng lực của chúng tôi trong việc thực hiện các hoạt động hàng hải tích hợp và hiện đại với các đồng minh của mình. Tôi đặc biệt vui mừng khi thấy những người bạn của chúng ta đang xây dựng mối quan hệ an ninh bền chặt với nhau hơn, cũng có hơn nữa hệ thống quan hệ đối tác và làm giảm khả năng xảy ra xung đột. Chúng tôi cũng đang làm việc với Đài Loan để nâng cao năng lực của nước này và tăng cường khả năng sẵn sàng ngăn chặn các mối đe dọa và cưỡng ép, duy trì cam kết của chúng tôi theo đạo luật quan hệ Đài Loan và nhất quán với chính sách một Trung Quốc. Đồng thời, chúng tôi đang tiến tới tăng cường sự hiện diện tổng hợp của mình ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương với các đối tác và đồng minh thân cận khác. Hãy lấy việc triển khai tàu sân bay lịch sử của Anh đến Thái Bình Dương làm ví dụ. Tàu sân bay Queen Elizabeth đang đi qua khu vực này với tư cách là xoái hạm của một đội tấn công tàu sân bay đa quốc gia, trong đó bao gồm một tàu khu trục của Hoa Kỳ và một phi đội F-35 của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Tất cả những điều đó đưa tôi đến cách thức cuối cùng mà chúng ta có thể cùng nhau tiến tới tương lai mà khu vực này xứng đáng được có. Tôi phát biểu với tư cách là đại diện của một quốc gia Ấn Độ Dương Thái Bình Dương với những lợi ích sống còn được thể hiện tốt nhất bởi một khu vực ổn định, rộng mở và thịnh vượng. Quan hệ đối tác chiến lược của chúng ta có thể đưa tất cả chúng ta đến gần hơn với công trình chung mang tính lịch sử về một Thái Bình Dương tự do và rộng mở, hòa bình trong chính khu vực và thế giới, một trật tự khu vực mạnh mẽ hơn, ổn định hơn, nơi các quốc gia giải quyết các tranh chấp một cách thân thiện và duy trì tất cả các quyền của tất cả công dân của họ để ngày đó đến gần hơn, chúng tôi đang nỗ lực thông qua các đồng minh cũ, các đối tác mới cũng như thông qua các kênh khu vực và đa phương, từ ASEAN đến Bộ Tứ Kim Cương đến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Từ lâu, chúng tôi đã tìm cách tạo không gian cho các quốc gia Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương thực hiện nguyện vọng cao nhất của họ và bảo vệ quyền công dân của họ. Và những nỗ lực chung này với bạn bè của chúng tôi không chỉ dựa vào những điểm tương đồng về lợi ích mà còn có được sức mạnh nhờ vào những nguyên tắc chung và điều đó, có nghĩa là một niềm tin sâu sắc rằng các quốc gia phải duy trì chủ quyền và tự do quyết định vận mệnh của mình. Cam kết sâu sắc đối với sự minh bạch, dung nạp và pháp quyền, cam kết bởi tự do của các vùng biển, sự tận tâm đối với quyền, phẩm giá và sự tôn nghiêm của con người, tuân thủ các cam kết quốc tế cốt lõi và nhấn mạnh rằng các tranh chấp sẽ được giải quyết một cách hòa bình tuy nhiên khu vực này đã chứng kiến những hành động không phù hợp với những nguyên tắc chung đó yêu sách của bắc kinh đối với phần lớn biển đông không có cơ sở trong luật pháp quốc tế sự khẳng định yêu sách đó ảnh hưởng đến chủ quyền của các quốc gia trong khu vực chúng tôi tiếp tục hỗ trợ các quốc gia ven biển trong khu vực duy trì các quyền theo luật pháp quốc tế và chúng tôi vẫn cam kết thực hiện các nghĩa vụ quy định trong hiệp ước mà chúng tôi có với Nhật Bản ở quần đảo Senkaku và với Philippines ở Biển Đông. Thật không may, việc Bắc Kinh không sẵn lòng giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình và tôn trọng pháp quyền không chỉ diễn ra trên biển. Chúng tôi cũng đã chứng kiến sự gây hấn chống lại Ấn Độ, gây mất ổn định quân sự và các hình thức cưỡng bức khác đối với người dân Đài Loan. Và tội ác diệt chủng và tội ác chống lại loài người đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Hiện nay, những khác biệt và tranh chấp này là có thật nhưng cách mà chúng ta xử lý chúng có ý nghĩa rất quan trọng hoa kỳ sẽ không nao núng khi lợi ích của chúng tôi bị đe dọa tuy nhiên chúng tôi không tìm kiếm sự đối đầu vì vậy tôi muốn nhấn mạnh rằng với tư cách là bộ trưởng quốc phòng tôi cam kết theo đuổi mối quan hệ mang tính xây dựng ổn định với trung quốc trong đó bao gồm việc liên lạc để xử lý khủng hoảng chặt chẽ hơn với quân đội giải phóng nhân dân trung hoa các cường quốc cần là hình mẫu cho sự minh bạch và phương thức giao tiếp với nhau và chúng tôi hy vọng rằng có thể làm việc cùng với Bắc Kinh trong đối phó với thách thức chung đặc biệt là mối đe dọa của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, ngay cả trong thời kỳ cạnh tranh, mối quan hệ lâu dài của chúng tôi ở Đông Nam Á còn lớn hơn cả mục tiêu địa chính trị. Như Thủ tướng Lý Hiện Long đã nói, chúng tôi không yêu cầu các nước trong khu vực phải lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trên thực tế nhiều quan hệ đối tác của chúng tôi trong khu vực còn lâu đời hơn cả cộng hòa nhân dân trung hoa đó là lý do tại sao chúng tôi đang mở rộng hợp tác trong các công việc quan trọng với các quốc gia trên khắp ấn độ dương thái bình dương và với chính asean một cơ quan quan trọng giúp đưa khu vực xích lại gần nhau hơn mang đến tiếng nói và xây dựng thói quen hợp tác sâu sắc hơn cho các bên Cá nhân tôi tự hào rằng những người tiền nhiệm của tôi và tôi đã tham dự mọi cuộc họp của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM+, một cơ chế ngày càng quan trọng trong cấu trúc an ninh của khu vực. ASEAN cũng đang thể hiện khả năng dẫn dắt trong các vấn đề quan trọng nhất của khu vực và chúng tôi hoan nghênh ASEAN đã nỗ lực chấm dứt bạo lực ở Myanmar việc quân đội Myanmar từ chối tôn trọng các quyền bất khả xâm phạm và bảo vệ sự hạnh phúc cơ bản của người dân Myanmar là không thể chấp nhận được. Một quân đội tồn tại là để phục vụ người dân, không phải đi ngược lại. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi quân đội Myanmar tuân thủ đồng thuận 5 điểm của ASEAN và xây dựng một nền hòa bình lâu dài. Trong khi ASEAN đóng vai trò trung tâm, chúng tôi cũng đang tập trung vào các cơ chế bổ sung khác trong khu Tổng thống Biden đã vui mừng đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của các nhà lãnh đạo trong nhóm bộ tứ vào tháng 3 vừa qua. Và các cấu trúc như bộ tứ làm cho kiến trúc an ninh của khu vực thậm chí còn bền vững hơn nữa. Hoa Kỳ một lần nữa đóng vai trò lãnh đạo tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Điều đó bao gồm việc thực thi các nghị quyết quan trọng của mình về mối nguy hiểm hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và chúng tôi đang thực hiện một cách tiếp cận thận trọng, thực tế để mở cánh cửa ngoại giao với Triều Tiên. Ngay cả khi chúng tôi duy trì sự sẵn sàng, ngăn chặn các hành vi gây hấn và duy trì các cam kết theo hiệp ước của chúng tôi và ý nguyện của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các quan hệ đối tác của chúng tôi tạo nên sức mạnh từ niềm tin chung của chúng tôi về một sự rộng mở hơn và niềm tin của chúng tôi rằng mọi người sống tốt nhất khi họ có quyền tự chủ. Giờ đây, các giá trị dân chủ của chúng ta không phải lúc nào cũng dễ dàng đạt được và hoa kỳ không phải lúc nào cũng đạt được điều đó chúng tôi đã chứng kiến một số sai sót đau lòng chẳng hạn như sự phân biệt đối xử đi ngược tinh thần hoa kỳ mà một số người hoa kỳ gốc á và thái bình dương đã phải chịu đựng tại hoa kỳ trong những tháng gần đây tôi tin rằng chúng ta có thể làm tốt hơn tốt hơn rất nhiều nhưng chúng tôi không cố gắng che giấu những sai lầm của mình khi một nền dân chủ va vấp mọi người đều có thể nhìn thấy và nghe thấy nó được truyền hình trực tiếp với âm thanh và hình ảnh sống động và nhà nước hoa kỳ không che giấu điều này sự cởi mở của chúng tôi giúp xây dựng khả năng tự sửa chữa và phấn đấu hướng tới một tập hợp hoàn hảo hơn khi chúng tôi chưa đạt được điều này chúng tôi đi lệch khỏi hiến pháp chúng tôi đều tự xử lý và cố gắng làm tốt hơn ngay cả trong những thời điểm nhiều thách thức nền dân chủ của hoa kỳ vẫn là một bộ máy quyền lực có thể tự làm mới mình, chúng tôi đã bắt đầu một chương trình đầy tham vọng để xây dựng lại tốt đẹp hơn sau đại dịch. Và Tổng thống Biden muốn nói với các nhà lãnh đạo thế giới mà ông đã gặp gỡ rằng vụ cá cược nước Mỹ thua cuộc không bao giờ là thắng. Thưa quý vị, điều liên kết tất cả những điều này lại với nhau là một nội hàm đơn giản khi chúng ta chung tay với bạn bè của mình. Chúng ta tự trở nên mạnh mẽ hơn và an ninh được đảm bảo hơn bao giờ đó là kim chỉ nam cho cách tiếp cận của tôi đối với khu vực quan trọng này với tư cách là bộ trưởng quốc phòng các liên minh của chúng ta là nguồn sức mạnh và an ninh không gì có thể so sánh và không có đối thủ các quốc gia chúng ta không chỉ có chung bờ biển thái bình dương chúng ta có chung cách hiểu về sức mạnh của mối quan hệ giữa chúng ta tổng thống kennedy từng nói địa lý đã khiến chúng ta trở thành láng giềng của nhau nhưng tầm nhìn và các giá trị đã khiến chúng ta trở thành đối tác. Với tư cách là một quốc gia Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, chúng tôi tin rằng chương tiếp theo của câu chuyện về khu vực có thể là một chương đầy cảm hứng, như Tổng thống Biden nói, một thời điểm mà hy vọng và lịch sử cùng hòa nhập. Vì vậy, chúng tôi sát cánh cùng các bạn với tư cách là đồng minh, đối tác và bạn bè của bạn, bởi vì chúng tôi biết rằng không ai có thể thực hiện một mình và chúng tôi tin tưởng rằng cùng nhau chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp và tươi sáng hơn cho tất cả con em chúng ta. Cảm ơn quý vị rất nhiều.